có ông thầy đó, ông nói, ông nói con ông nó mang tật suốt đời, nếu nó chết, còn nếu mà nó sống nó ở ông suốt đời, còn nếu mà nó không mang tật nó chết. Tôi cũng nghĩ như tôi bây giờ tôi đương không nổi nữa, sau này tôi 50 năm nữa rồi tôi nằm chỗ thì tự động mà vợ chồng lo sống tôi chứ biết sao giờ. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang và sau lưng Nghĩa đây là ngôi nhà của ông bà cụ. Ông cụ thì không còn lành lặn cô chú anh chị, tay ông cụ bị tật á. Thì cuộc sống hàng ngày của ông bà cụ là Nghĩa được hàng xóm láng giềng cũng như một chị mà gọi về cho Nghĩa chia sẻ. Ông cụ thì trước nang để đương rổ, bà thì đi bán vé số, nhưng mà do tuổi lớn với lại là nơi đại lý đã không có cho được lãnh nhiều, cho nên là cuộc sống thì cũng còn nhiều vất vả cô chú anh chị. Với lại là ông cụ thì không còn là bị tật á, cho nên là từ xưa tới giờ bà con chia sẻ là sống rất là khổ. Nên hôm nay Nghĩa đến đây để gửi những yêu thương, gửi những hình ảnh đó đến quý ông bà cô chú anh chị đây ạ. Đó là hình ảnh ông giót nang để mà đương gỗ cô chú anh chị. Mà cái nghề đương gỗ thì Nghĩa xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì gỗ bây giờ là rất là rẻ cô chú anh chị so với cái giá thị trường, bởi vì giờ người ta xài cái gỗ nhựa rất là nhiều. Dạ con chào ông ơi. Con gửi ông cái này nha. Con gửi ông cái này để ông nói chuyện cho con nghe. Dạ. Tôi đương con hỏi ông thứ mấy ông ơi? Tôi thứ sáu. Ông nói chuyện lớn chút con ha. Ông sáu ha. Yeah. Ông sáu năm nay nhiêu tuổi rồi ông sáu? Tôi năm nay là 73. 73 tuổi. Dạ. Yeah. Ông sáu ở trong nhà này với ai? Tôi ở trong nhà này thì có cũng như hai vợ chồng, con tôi thì nó đi làm. Dạ. Yeah. Nó không có về, ít về. Ông sáu được mấy người con? Có một người, một thằng trai một à. À mà đi làm không có về. Tết đâu có về không sao? Tết thì cũng có về. Dạ. Chứ ngày thường thì ít về. Dạ. Còn ông Sáu trước chút cái này là mình làm gì ông Sáu ơi? Đương gỗ, gỗ rửa ăn đó, gỗ rửa ăn cá này kia nọ đi đó, rau rồi. Dạ. Chứ không có làm gì. Con hỏi ông Sáu nè, cái này là gọi là mình chuốc nang hả ông Sáu? Dạ, chuốc nang. Như vậy là một ngày á, ông Sáu đương như vậy là được mấy cái gỗ ông Sáu ơi? Tôi nói thì nói một ngày nếu mà vót sẵn á, thì đương cũng được hai cái. Mà đương á, thì đương không chứ không có, chưa có lận nứt đó nha. Dạ. Rồi lận nứt là cũng khoảng 3 ngày mới được hai cái gỗ lẫn nứt đá là chuốc sẵn á ha. Yeah. Chuốc sẵn ông Sáu chỉ nương đương cái mê ở dưới vậy. Yeah. Rồi nếu mà lẫn nứt luôn này 3 ngày hai cái. Yeah. Rồi tính chuốc luôn nữa là bao lâu ông Sáu? Thì tính ra cũng như ba ngày đó. Thì vừa chuốc vừa đương luôn đó. Vừa chuốc vừa đương hoàn thiện luôn 3 ngày là hai cái. Yeah. Một cái ông Sáu bán được nhiêu tiền? Một cái được có 30.000 à chú ơi. Cái 30.000. Dạ. Yeah. Rồi cái tiền cái này bằng chút không Sáu?
dân một chút. Cái này ông Sáu mua hay sao? Dạ, cái này cũng chút nhà cũng có, mà nhiều khi cả không có chút nhà thì mua. Dạ. Con xin lỗi ông Sáu nha, con xin lỗi con hỏi câu tế nhị nha. Dạ. Cái tay ông Sáu, tay bên kia là không có cầm nắm được không sao? Dạ, không có là cầm nắm gì được hết. Đúng rồi, đúng vậy. Ông Sáu, là ông Sáu này bị này lâu chưa ông Sáu? Lúc ông già ông nói lại là tôi bị hồi 3 tuổi. Dạ. Là bị 3 tuổi mang tật luôn, tới giờ luôn. Hồi 3 tuổi tới giờ là cái tay ông Sáu bị gì? À, rồi thêm cái giò nữa. Ồ, cái chân này bị sao ông Sáu? Nhỏ, nhỏ hơn bên đây. À, là mình đi đứng cũng với làm công việc cũng bất tiện ông Sáu ha. Dạ đúng tại rồi. Nãy khi con thấy ông Sáu cầm có một tay mà ông Sáu đè cái mát vô đó. Dạ. Là ông Sáu bị hồi 3 tuổi tới giờ. Dạ. Dạ. Hồi 3 tuổi, mang tật 3 tuổi tới giờ luôn. Dạ. Hồi đó tía tôi ông nói lại á là tiền tiền xanh mà kêu tiền cũng như tiền cũ hồ á. Chị biết bao nhiêu tiền. Dạ. Cũng có riêng chị. Dạ, mà không hết. Có có lần đó ông nói đi ở Phụng Hiệp mình nè, là có ông thầy đó, ông nói con ông nó mang tật suốt đời, nếu nó chết, còn nếu mà nó sống nó ở ông suốt đời, còn nếu mà nó không mang tật nó chết. Dạ. Vậy đó. Ông thầy đó cũng như một vị cao nhân nào đó. Dạ. Gặp ông cụ là ba của ông Sáu. Ừ. Mới nói nếu mà không có mang tật thì ông Sáu mất. Ừ. Còn nếu mang tật thì mới giữ được cái sự sống của mình. Dạ. Rồi. Tới giờ là lúc đó ông thầy đó ông nói là lúc đó ông Sáu mấy tuổi ông Sáu? Tôi lúc đó chừng 9-10 tuổi gì ha. Cũng cái gọi là vị cao nhân đó, ta đoán trước cái tương lai của ông Sáu ha. Dạ. Dạ. Con hỏi ông Sáu nè, rồi ngoài cái đương rổ này ra, ngoài ra ông Sáu còn làm công việc gì nữa không Sáu? Không, cũng đi lúc khỏe thì đi bán số. À, ông Sáu có bán vé số nữa ha. Dạ, yeah, yeah. Bán một ngày người ta cấp cho được 90 tấm. Dạ. Yeah. Rồi đi bán, mà đi bán có bữa mệt mỏi quá. Thì rồi mới trở lại đưa cho bà đi bán giùm. Vậy yeah. Đó. À, cũng như là không khỏe thì bà Sáu bán. Ừ. Còn khỏe thì ông Sáu đi bán. Dạ. Yeah. Còn nếu bà Sáu bán thì ông Sáu đương gỗ. Dạ. Yeah. Dạ. Ông Sáu đi bộ bán đúng không? Dạ, yeah. Tại con xin lỗi, tại ông Sáu con nghĩ là không có chạy xe được. Đúng rồi. Vậy mình đâu đi được xa đâu ông Sáu ơi. Ở đây cũng cách chừng 2 cây số à. Dạ. Yeah. Mình lội đi bán dài dài vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Qua Mỹ khoảng 2 cây số. Dạ. Con hỏi ông Sáu nè, với cái nguồn thu từ tiền vé số đó, rồi đương gỗ này, tiền đó đủ xây trong tháng không Sáu? Cũng không đủ đâu. Không đủ, bởi vì tôi xây chở rồi thuốc men rồi đi gạo thóc rồi đó, nó không đủ. Cũng có uống thuốc không sao hả? Dạ, uống thuốc. Uống yeah. Thuốc cũng như bệnh không dài đó, tôi bệnh mà uống thuốc mà nó cũng chưa có giảm hết nữa. Dạ. Yeah. Gán ngồi làm gì đó chứ không có mà ở không được. Dạ. Yeah. Con hỏi ông Sáu nè, ông Sáu bị về nè, có được lãnh tiền nhà nước không? Dạ, cũng có, nhà nước cũng hỗ trợ. Dạ. Yeah. Hỗ trợ cho được một tháng gì cũng được 100. Dạ. Dạ, rồi sống. Dạ. Yeah. Rồi gạo đồ ở đây có người ta cho mình không sao? Có chút đỉnh nha. Dạ, yeah. Cũng có cho chút đỉnh ha. Dạ. Yeah. Còn ông Sáu là mua gạo. Yeah. Con hỏi ông Sáu nè, rồi ông Sáu có ruộng, có vườn gì để làm không? Không.
không có. Dạ. Có nghĩa là ông bà Sáu từ xưa giờ là đi bán vé số, dạ, đi đương gỗ này kia vậy đó. Dạ. Chứ không có làm ruộng gì hết cả ông Sáu ha. Dạ. À, cho nên là gạo thì phải mua. Dạ. Dạ. Nhưng mà bán vé số thì cũng được mỗi ngày ông Sáu hả? Dạ. Dạ. Mỗi ngày. Thì 90 tờ thì ngày cũng được 90 ngàn ông Sáu ha. Dạ. Dạ. Còn như cái gỗ này ông Sáu có đương thường không? Ít đó, bây giờ đương ngồi chịu không nổi, ngồi nhức cùi mua, nhức cái chuyện sống quá chú ơi. Lớn tuổi rồi ông Sáu? Ừ. Rồi nếu mà bà đi bán thế thì cũng ở nhà trẻ, rồi đương bậy bạ vậy rồi kiếm sống mua thuốc men đồ uống vậy thôi. Dạ. Rồi. Con hỏi ông Sáu, ông Sáu với bà Sáu gặp nhau bao nhiêu năm rồi ông Sáu nhớ không? Tính ra lâu rồi. Hồi đó là như tôi gặp bà hồi bà 19 tuổi. Dạ. Mà tới bây giờ đó, gặp tới bây giờ là bà Sáu mười mấy tuổi rồi đó. Dạ. Ông Sáu nói chuyện lớn lớn giùm con nha. Dạ. Nghĩa là gặp nhau cũng 40-50 năm ông Sáu nha. Trên. Dạ. Rồi cỡ 50 năm. Dạ, gần 50 năm. Dạ. Gần 50 năm. Dạ. Thì cái khoảng thời gian mà hồi trẻ khi mà ông Sáu bà Sáu gặp nhau đó, công việc của ông Sáu với bà Sáu làm gì ông Sáu ơi? Cũng có mà bà thì cũng như phong đất rồi mà canh tác thì bà đi cũng như người ta mướn cấy mướn á, bà cũng biết cấy. Dạ. Mà cấy cũng dở khẹt à. Dạ. Đi cấy mướn rồi sinh sống đi thôi. Là đó bà Sáu còn trẻ là đi cấy mướn, ông Sáu ở nhà đương gỗ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên là không có ruộng đất gì hết, nên là cuộc sống của ông bà Sáu từ xưa tới giờ thì làm nhiêu thì mình lo cuộc sống hàng ngày nhiêu chứ không có dư ông Sáu ha. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cái nhà này là mình của ông Sáu với bà Sáu bao nhiêu năm mình làm để mình cất hay sao ông Sáu? Không, cái nhà này cũng nhờ chính quyền ta hỗ trợ, người ta xã người ta hỗ trợ cái nhà cũng như nhà tình thương. Dạ, nhà tình thương. Ừ. À, có nghĩa là cái nhà tình thương này thì con nhớ đâu khoảng cách đây mười mấy năm gì đó thì mấy ông nhà nước cho là cái mái tôn với lại bộ cột đó. Dạ. Là làm thành cái nhà chứ không? Còn bây giờ thì khác đó, cô chú anh chị giờ là có cái nhà gọi là nhà tường. Còn ngày xưa thì người ta cho cột đúc với mái tôn. Dạ. Dạ là khoảng mười mấy. Dạ. Là mười mấy năm về trước đó. Cuộc sống cứ lay lắt ngày qua ngày vậy đó. Dạ. Cuộc sống tôi giờ lay lắt qua ngày vậy thôi chứ còn không có còn mong gì đó được hết. Ngày xưa là ông Sáu biết bà Sáu làm sao ông Sáu? Hồi xưa thì cũng biết bà đi mua chút với ông già của bà với chị dâu đi mua chút, rồi tôi có con nhỏ ở Thạnh Hòa, nhỏ cháu cũng con của người xui, con của anh xui của anh ba tôi, rồi mới làm mai mối cho tôi, rồi qua mới rước bà về, bà cũng chịu. Rồi về đây thì cùng chung sống với hai vợ chồng với có ông già chứ không có anh em gì. À là hồi xưa đó ông Sáu ở chung với ông cụ. Ừ. Ừ. Ông Sáu ở chung với ông cụ rồi người ta làm mai bà Sáu cho ông Sáu. Ừ. Là bà Sáu hồi đó đi mua, ông Sáu nói mua chút hả? Ừ. Mua chút của ông Sáu hay sao? Ừ. À bà Sáu qua đây mua chút của ông Sáu. Ừ. Rồi ông Sáu thương bà Sáu. Ừ đúng rồi. Rồi mới kêu ba của ông Sáu là cậy người ta mai mối rằng mà cưới bà Sáu ông Sáu ha. À. Dạ. Là lúc đó con xin lỗi ông Sáu nha. Bà Sáu vẫn biết ông Sáu cái tay mình bị về hả? Dạ biết. À nhưng bà Sáu vẫn thương ông Sáu. À. Rồi về đây tới giờ là bà Sáu cứ
rồi khỏe thì đi làm thuê làm mướn cho người ta. Dạ. Rồi khi mà ông còn làm thuê được nữa thì bà Sáu đi bán vé số. Dạ. Thì ông Sáu, bà Sáu cứ lay lắt cuộc sống từ đó tới giờ. Dạ. Con hỏi ông Sáu nè, ông Sáu có mong ước điều gì ở cuộc sống phía trước mình không? Bây giờ có mong gì giờ, nhờ bây giờ bên hội từ thiện có ủng hộ tôi được số vốn, là tôi cũng như để buôn bán vé số vậy thôi, rồi vậy đó. Cũng mong là có số vốn. Ở đây ông Sáu bán tập quá rồi trước được không? Bán không, không được. Chỉ là bán vé số thôi ông Sáu ha. Chơi tập quá thì bây giờ đầy đường hết trơn, bây giờ đâu có ai mà mua được nhiêu. Bởi vì khổ vậy đó. Cuộc sống của ông Sáu thì đã mấy mươi năm rồi, từ ngày gặp bà Sáu tới giờ là vẫn cứ làm được nhiêu thì ăn bao nhiêu, không có dư gì cả. Tại vì không có đất, không có giường. Với lại thì con xin lỗi thì ông Sáu cũng không, cái tay này cũng bị bệt đâu này kia, tay với chân. Dạ. Mình đi nhiều có nhức không ông Sáu? Đi nhiều cũng nhức. Đi nhiều nhức ông Sáu nha. Dạ, đi nhiều thì đi nhiều cũng nhức. Rồi nhiều khi đi bán số, đi về hết số à. Đi về nhiều khi mấy đứa cháu nhiều khi nó cho có gian. Dạ. Đi xe ông Đan cho có gian về tới nhà. Dạ. Vậy đó. Dạ. Cô chú thì mong ước cô ông Sáu rất là đơn giản, mong sao được hội mạnh thường quân nào đó cho vốn để mà bán vé số. Dạ. Để ông bà cụ sống tiếp những quãng đời còn lại của cuộc sống phía trước. Dạ. Đúng không ông Sáu? Dạ. Cũng những cái khó khăn gọi là tuổi lớn thì những cái căn bệnh là về. Dạ. Như đau nhức nè, này kia, rồi làm cho mình không có khỏe, những ngày đó thì không đi bán được. Cho nên là vất vả nhiều hơn ông Sáu ha. Dạ. Dạ. Thì nói như chú nói đó là đúng đó. Nhiều khi đau ốm, nhiều khi không có tiền mua thuốc men uống. Dạ. Cũng không chừng. Dạ. Đó, rồi mà chừng nào mạnh khỏe thì đi. Rồi nhiều khi bả vợ tôi thì bả có mạnh khỏe được rồi bả đi bán tiếp tôi, còn không được thì thôi. Chứ sao giờ? Dạ. hôm nay con đến, ông Sáu nói ở đây là với bà Sáu đúng không? Con dạ. Con muốn gặp bà Sáu. Bà Sáu đâu ông Sáu? Bà đang nấu cơm kho cá gì ở đằng sau. Dạ. Con xin phép con ra thăm bà Sáu, có đi đường nào ông Sáu ơi? Đi lại đây. Dạ. Ông Sáu dẫn con đi được không? Được. Trời, ông Sáu đi vậy cô chú anh chị, vậy mà đi bán vé số đó, 2 cây số. Bà cũng đang nấu cơm. Nấu cơm hả bà Sáu? Có dép vậy. Con mượn cái này không? Con chào bà Sáu. Bà Sáu cho con gửi này nha. Nay được gì ăn cơm bà Sáu ơi? Cơm với cá chú ơi. Cơm với cá. Cá nè. Cơm với cá. Cá chiên. Cá chiên, cá đây, cá sặc. Cá sặc chiên. Dạ. Yeah. Này mình mua sao bà Sáu ha? Mà mua. Dạ. Yeah. Bà Sáu quay rồi con hỏi chuyện bà Sáu chút ha. Là bà Sáu gặp ông Sáu lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Hồi đó sao biết ông Sáu? Hồi đó qua đây nè rồi biết ổng. Qua đây là biết. Vì lúc đó là con xin lỗi nha. Bà Sáu biết ông Sáu cái tay bị vậy không? Ổng bị hồi nhỏ tới lớn mà. Yeah. Nhưng mà qua gặp ông Sáu. Gặp ổng, ổng có tật rồi. Dạ. Yeah. Ổng có tật rồi. Rồi thương luôn. Thương luôn. Dạ. Yeah. Rồi từ cái thời điểm đó về là bà Sáu làm công việc gì? Ở bên đường gỗ không à? Ở bên quê nhà là đường gỗ. Đường gỗ. Hồi nãy ông Sáu kể con là bà Sáu đường gỗ qua đây mua chút của ông Sáu. Qua đây mua chút. Ông Sáu để ông thương bà Sáu. Phải rồi. Rồi những năm tháng sống với ông Sáu vậy đó. Thì ngoài cái ông Sáu kể con là bà Sáu đường gỗ nè, đi cấy lúa cho người ta nè. Đi cấy.
Rồi sau này là đi bán vé số. Hồi đó nghèo lắm chú ơi. Đi cấy rồi đi bán số rồi đi mà đi cắt lúa đồ nữa. Đi cắt lúa với miệt dứa. Rồi ông Sáu có đi theo bà Sáu không? Không. Đi mình lên nè. Để ông Sáu ở nhà. Để ở nhà nuôi nhỏ. Rồi khi gồi vụ vậy cái bà Sáu về. Là cứ ngày xưa tới giờ là mình cứ sống cuộc sống vậy đó. Có dư không bà Sáu? Có, không có dư chú ơi. Đủ sống à. Đủ sống à. Bà Sáu có mong ước điều gì không? Mong ước được mà chú cho tiền lẫn mà hai chồng sống. Con xin thưa bà Sáu là chú Nghĩa không có tiền. Và ông bà cô chú bên kênh của chú Nghĩa là mới có tiền. Con xin thưa bà Sáu, con là kênh YouTube Nghĩa Phước Vlog. Hôm nay con được chị Chính dẫn con đến đây. Thì con đại diện cho ông bà cô chú để con ghi lại hình ảnh của ông bà Sáu, cuộc sống đời thường của ông bà Sáu, để gửi đến quý ông bà cô chú anh chị kênh con. Ngày hữu duyên được ông bà cô chú anh chị kênh con á, có gửi yêu thương thì con sẽ gửi cho bà Sáu để bà Sáu. Cảm ơn chú Nghĩa với thím. Bà cáo bà Sáu kể con nghe đi, hàng ngày bà Sáu làm gì kể cho con với ông bà cô chú con nghe đi. Mỗi sáng ra là bà Sáu đi cấy. Không, bây giờ nè. Bây giờ hả? Đi bán vé số. Giờ sáng đi bán vé số hả? Đi bán vé số, hừng sáng thức dậy sớm lắm đi bán vé số. Một ngày bán được nhiêu tờ bà Sáu ơi? Có 90 tờ, nó đưa nhiều mình bán nhiêu. 90 tờ. Có bữa 60 nữa. Cũng như người ta hết số là nó không có đủ cho mình. Không đủ cho mình. Có những cái câu chuyện con cũng xin thưa bà Sáu, mà ở vườn chắc con nghĩ là ít. Nhưng mà có những ông bà cô chú đi bán vé số gặp phải cái vấn nạn người ta cháo vé số, hoặc là người ta gạt mình vé số, bà Sáu có gặp không? Không. Ở vườn cũng đỡ bà Sáu. Ở vườn cũng đỡ, đi theo vườn bán không à. Chứ không có đi ra chợ bán. Nhưng mà đâu đó thì con biết được cái, con xin lỗi là chuyện tình của ông Sáu, bà Sáu quá đẹp. Con xin thưa lại nè, bà Sáu qua đây mua chút. Qua đây mua chút. Rồi gặp ông. Ông Sáu thương bà Sáu, mới cậy người qua làm mai. Cảm xúc ban đầu khi bà Sáu gặp hình ảnh ông Sáu, mà ông Sáu nói thương bà Sáu nghĩ sao, trong lòng bà Sáu nghĩ sao? Cũng thương nhau. Thương ha. Thương nhau. Dẫu biết rằng ông Sáu không có nguyên vẹn người như những người đàn ông khác. Cũng thương nhau. Rồi từ đó giờ về đây cũng lo lắng cho ông Sáu vậy đó. Cũng lo cho ổng. Ông Sáu thì ngoài đương gỗ ra đi bán với số còn làm được gì nữa không bà Sáu? Ổng không có làm gì hết trơn. Ổng đương gỗ không à. Ổng đương gỗ, ngồi đương gỗ vậy đó. Tới chừng ổng bệnh rồi cái ổng nghỉ đương, không gài nghỉ đương 3 bữa rồi. Cũng như là lúc nào khỏe mới lấy ra đương. Còn lúc bệnh thì thôi. Bệnh thì thôi. Nhưng mà ông Sáu chia sẻ thì 3 ngày mới được 2 cái gỗ cũng ít quá. 3 ngày mới 2 cái gỗ hả? Có 1 cái hả? 3 ngày 1 cái hả? Chủ yếu là nhờ vào cái gọi là bà Sáu đi bán vé số ha. Thôi con mời bà Sáu lên trên gặp ông Sáu luôn được không? Được. Mình đi bà Sáu. Cơm bà nồi Sáu nấu chưa? Nấu chưa? Rồi, chín rồi. Bà Sáu ơi, con hỏi bà Sáu nè, khi bà Sáu với ông Sáu tối là ngủ đây hả? Ngủ đây. Ngủ đây rồi con thấy cái này nó có bị tạt, bị dột mình không bà Sáu? Có, nhiều khi có dột chú. Dột. Rồi những lúc mưa mà dột này sao bà Sáu? Mưa dột chạy. Chạy chỗ khác. Cũng như là mưa dột bên đây thì qua anh đây. Qua anh đây. Tại vì con thấy lá nè, mùa mưa thì nó dột quá chú. Đây, đây nè. Con nhờ người anh mua gạo người ta giao lại cho bà Sáu đó. Cảm ơn để chú. Con đem vô cho bà Sáu nha. Hôm nay con biết được hoàn cảnh ông Sáu bà Sáu, con mua rất nhiều quà xuống cho ông bà Sáu, cho bà Sáu xài. Ông Sáu ơi, ông Sáu lên đây ngồi với bà Sáu đi ông Sáu. Là con xin nhắc lại là khoảng thời gian ông Sáu bà Sáu gặp nhau cũng 40 mấy 50 năm rồi. Ủa rồi ảnh đâu? Ủa rảnh nó mua đồ đem đâu rồi chị? Con gửi cái này, ông nói chuyện lớn lớn nha. Rồi con hỏi ông bà cụ nè, giờ mình có một người con thôi mà đi làm ở Bình Dương vậy đó.
Rồi ông Sáu nãy nói là thỉnh thoảng Tết mới về. Người con ông bà cụ là có gia đình chưa? Có rồi. Cũng có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà Tết mới về đây thôi. Rồi con những lúc mà đi làm hàng tháng có gửi về phụ ông bà cụ để ở quê mình sống không? Có, ít có gửi lắm. Ít có gửi. Ít có gửi. Dạ. Cũng như là Tết rồi mới về. Rồi Tết về có cho tiền ông bà cụ không? Có, nhiều khi cho cũng vài trăm ngàn xài thôi. Dạ. Cũng như là đi làm cũng không có dư bà Sáu ha. Không có dư. Rồi mình có cháu nội chưa bà Sáu? Có hai ba đứa vậy hả? Trời hai ba đứa cháu nội à? À, thằng trai à, có thằng trai à? À, thằng trai nhưng mà có hai ba đứa cháu nội, vậy là có hai đứa hả? À? Hai đứa cháu nội. Vậy là người ta có gia đình, người ta cũng lo gia đình người ta. Đúng không ông Sáu? Đâu lo cho mình đâu. Ông Sáu ơi, con hỏi ông Sáu nè, khi mà bà Sáu qua đây mua chút, ông Sáu thương bà Sáu, được bà Sáu đồng ý mà để ông Sáu qua cưới đó, làm mai người ta rồi bà Sáu đồng ý, ông Sáu vui không? Vui. Vui. Lúc đó trong lòng nghĩ gì ông Sáu? Bây giờ nghĩ gì vậy? Thì mình thương bà thì mình về mà ăn thôi chứ có gì, rồi không có ruộng thì bà đi cái mướn rồi đó, rồi sống qua ngày vậy rồi. Nhưng mà vui. Đúng rồi. Bà Sáu có thấy ông Sáu lúc đó vui không? Vui. Vui à? Vui. cái khoảnh khắc mà khi mà ông bà Sáu qua đây gặp ông Sáu, bà Sáu biết ông Sáu để ý bà Sáu không? Biết. Biết luôn. Biết. Một cái chuyện tình rất là đẹp cô chú anh chị. Khi ông bà Sáu ngày xưa thì cuộc sống rất là khó khăn. Phải làm thuê làm mướn, phải đương gỗ đương rác cho người ta. Rồi với lại thì ông Sáu thì cũng bệnh tay chân đồ này kia, không có, con xin lỗi là không có lành lặn như những người đàn ông khác thời đó. Đúng rồi. Nhưng mà bà Sáu vẫn thương ông Sáu về chung sống chung gia đình. Rồi những cái quanh năm thì không có ổn định về kinh tế. Dạ. Nhưng mà đã hơn 40 mấy năm nay rồi sống sống chung với nhau. Dạ, sống chung với nhau. Rồi ngoài cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày vậy đó, bà Sáu với ông Sáu có mong ước là mình làm cái công việc gì khác nữa không? Có làm. Có làm thì sống à, đi bán vé số rồi sống. Dạ. Đi bán vé số rồi sống. Dạ. Cũng là đi bán vé số rồi sống thôi. Dạ. Nhưng mà con nói bà Sáu nghe nè. Bà Sáu năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà Sáu ơi? 66 tuổi. 66 tuổi. Dạ. À, chị để giùm em đi ạ. Dạ. Vô nói gì đó nghe ông. Dạ. À, con nói bà Sáu nghe nào, 10 năm, 20 năm nữa, dạ, bà Sáu không còn lội rong rỗi đi bán vé số nổi. Không có lội nổi. Rồi lúc đó ông Sáu, bà Sáu có nghĩ gì cái thời gian đó không? Ông Sáu, ví dụ con cũng câu hỏi đó vậy đó, bà Sáu xúc động hả? Cũng là câu hỏi vậy đó. Ở tuổi 90 hoặc là tám mấy 90 không làm gì cả, ông Sáu không thể đương gỗ nổi, bà Sáu không có rong gọi lội bán vé số nổi. Ông Sáu có trăn trở hoặc có nghĩ điều gì ở phía trước không? Bây giờ có trăn trở gì giờ? Người bây giờ giả trí cũng nhờ bên họ, hội Chữ Thập Đỏ Mạnh Thường Quân rồi đó giúp đỡ là để sống qua ngày thôi. Ông Sáu có mong là con ông Sáu về để sống chung với ông Sáu không? Mong thì không có mong được. Nó muốn ở nó muốn đi làm sao ông bà mong được. Dạ. Có hai chồng sống à? Hai chồng sống à? Không có mong được. Dạ. Tại vì mình không có gì để làm kinh tế. Dạ. Để con mình lo cuộc sống ở phía trước. Về đây, ví dụ con bà Sáu về đây thì không có gì để làm. Dạ. Sao lo nổi một cái đại gia đình bà Sáu ha. Dạ. Cho nên là cũng không có dám mong mà con mình về đây. Dạ. Chỉ mong là sau này ở tuổi về lớn nữa thì có ai đó giúp mình để mình sống thôi. Dạ. Dạ. Rồi mỗi ngày giặt giũ này kia là bà Sáu giặt cho ông Sáu hết. Giặt, giặt cho ổng. Dạ. Sáng là đi bán vé số, thức sớm bán vé số, dạ, chưa về số. Cơm nước giặt giũ. Cơm nước giặt giũ. Ông Sáu chỉ là ông đường gỗ. Đường gỗ thôi. Ông Sáu có thấy mình hạnh phúc không ông Sáu?
Thấy được. Thấy được. Dạ. Tuy là cuộc sống còn nhiều vất vả khó khăn lắm, yeah, nhưng mà đâu đó vẫn còn được bà Sáu lo hàng ngày, yeah, từ bữa cơm, từ miếng ăn, từ giấc ngủ ông Sáu ha. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì con khi con đến mỗi hoàn cảnh ông bà cô chú thì ở tuổi lớn á, bệnh nè, nhức mỏi đau nhức, đi đứng khó khăn, kinh tế thì có thể là không làm được, tại vì khi lớn tuổi rồi đâu có thể lội bán vé số được, lớn tuổi không thể đương gỗ được, rất là nhiều khó khăn trăn trở. Ông Sáu là được lãnh tiền nhà nước thì cái nguồn đó thì sau này thì ông với bà ngày hôm nay thì vừa bán vé số, vừa đương gỗ, vừa lãnh cái đó mà đôi khi cũng không có dư, thậm chí là bị hụt trong tháng. Nhưng tới thời điểm đó mình không có làm được những cái nguồn kinh tế đó thì nó sẽ thiếu. Dạ. Cũng nhờ mấy chú ủng hộ đó là để sống tới tới hoài đó, giờ vậy thôi. Dạ. Thì bao nhiêu năm ông Sáu bà Sáu nương tựa vào nhau bằng cái nghề bán vé số, bằng cái nghề đương gỗ, ngoài ra thì không có làm gì được nữa cả, đúng không bà Sáu? Đúng rồi. Cái thời trẻ thì bà Sáu đi cấy mướn, ông Sáu thì ở nhà đương gỗ. Có những lúc là bà Sáu chia sẻ với con là bà Sáu đi cắt lúa ở đồng xa, ông Sáu ở quê nhà để nuôi con đó, không Sáu? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì cả một cái quãng đời của mình là cực khổ lam lũ với những công việc. Con xin lỗi con nói câu đó nha. Là cả một quãng đời mình cực khổ lam lũ với công việc làm thuê, làm mướn cho người ta. Rồi bây giờ phải đi bán từ tờ vé số. Mà cô chú anh chị ở quê thì bán vé số không bị người ta giật, nhưng cái lượng người mua vé số nó thấp hơn ở những thành phố. Tại vì một ngày người ta muốn bỏ ra 10.000 để người ta mua, người ta cũng trăn trở suy nghĩ. Tại vì làm quê làm ruộng mà đâu có tiền mỗi ngày, không sao ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi như vậy đó, cái khoảng thời gian sắp tới, ví dụ con xin lỗi ông Sáu bà Sáu, khoảng 20 năm nữa ông Sáu bà Sáu không còn đi bán vé số nổi, ông Sáu không còn đương gỗ nổi, lúc đó bà Sáu, ông Sáu có nghĩ điều gì không? Bà Sáu có nghĩ điều gì không? Thì ngồi chỗ thì không có con cái đồ nuôi cũng mấy nữa, không có con cái đồ nuôi cũng khổ. Nhưng mà con thì nó đi làm. Chứ không có con cái được nó nuôi cho chú ơi. Nó đi làm mà nó không có ở đây. Còn ông Sáu, ông Sáu nghĩ điều gì ông Sáu ơi? Tôi cũng nghĩ như tôi bây giờ tôi đương không nổi nữa, sau này tôi 50 năm nữa rồi tôi nằm chỗ thì tự động mà vợ chồng lo sống thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà lúc đó không còn, con xin lỗi, lúc đó ông Sáu không còn lo được bà Sáu không còn lo được ông Sáu. Cái đó là tôi cũng không có biết vì sao nói giờ. Tùy theo cái vận mệnh của mình ông Sáu ha. Tới đâu tính tới đó. Nhưng mà lúc đó là rất là khổ. Tại vì con đi đến những hoàn cảnh ông bà cô chú mà may mắn con cháu đông, hoặc là làm ăn dư giả, có tiền ở kề cận bên á, thì lo cho mình. Còn không có lo được thì khổ lắm. Với lại cả một quãng đời của ông Sáu bà Sáu thì không có dư giả gì cả. Tại mình không có đất giường gì hết. Không có đất giường rồi phải chịu thôi chứ sao giờ. Rồi thì sống vậy thôi chứ biết sao nói. Vất vả lắm cô chú anh chị, khi ở quê mà không có đất giường để canh tác, không có một cái nghề nghiệp ổn định, con cháu thì nghèo khổ quá. Thì những ông bà cụ thế lâm vào cái tình cảnh là thiếu thốn rất là nhiều. Con hỏi ông bà Sáu nè, ban đêm ông bà Sáu ngủ có niệm Phật không? Có ha. Ông Sáu có niệm Phật không? Sáu niệm Phật ngủ cho ngon nha. Tại vì con đến mỗi hoàn cảnh ông bà cô chú thì tuổi lớn mình niệm Phật để Phật trời phù hộ cho mình là sức khỏe thôi, để cho mình tiếp tục cái con đường phía trước nữa. Hôm nay con đến á thì con xin phép con gửi cho ông bà Sáu gạo nè. 10 kg gạo này là của cô Xu ở Tây Ninh, 10 kg gạo này là của cụ bà Hũng Hơ, của bà Trần Thị Nhung, 10 kg gạo này của chị Hương,
10 kg gạo này là của một cô Mạnh Thần Quân ở thành phố Hồ Chí Minh gửi ông bà Sáu ngày hôm nay, tổng cộng là 40 kg gạo để ông Sáu bà Sáu dùng từ đây qua Tết nha. Dạ. Trời ơi gặp cột. Hồi đó giờ có ai cho gạo cho mình nhiều vậy không Sáu bà Sáu? Không có đâu. Không có ha. Cho 10 kg. À, phần quà này là con xin trích tiền của anh chị Mạnh Thần Quân ở Florida bên nước Mỹ. Con xin trích 1 triệu. À, con mua cái này để con coi to gần hồi dư nhiêu con gửi ông Sáu nha. À, cái này là một lốc cá mồi. Chai nước rửa chén. Chai nước mắm, chai nước tương. Chai dầu ăn. 1 ký đường. Bột ngọt. Với bạch trà nè, bạch trà bông. Chỗ này nãy nó không có xà bông nên mua chỗ khác, người ta không ghi vô cái to. Bạch xà bông này nãy 15 ngàn, là 340 ngàn cái phần này. Con xin phép con gửi tiền bà Sáu nha. 340 ngàn với 60 ngàn là 400 ngàn. 100 nữa 500 ngàn. 500 nữa là 1 triệu của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida. À, gửi ông Sáu bà Sáu với phần gạo đó. Ông Sáu bà Sáu cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi. Dạ, tôi cũng cảm ơn mấy người Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng tôi sống qua ngày. Dạ. À, em cũng xin thay mặt ông Sáu bà Sáu chân thành cảm ơn anh chị Mạnh Thần Quân ở Florida cũng như là cô Xu ở Tây Ninh, cụ bà Trần Thị Nhung, cụ bà Hùng Hơ, chị Hương và một cô Mạnh Thần Quân ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi quà ngày hôm nay đến ông bà Sáu đây. Con xin chúc cô chú anh chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con xin phép gửi ông bà Sáu cầm tiền lên đi. Gửi ông bà Sáu 2 sâu chuỗi của cụ bà 100 tuổi ở bên nước Mỹ để đeo vô ban đêm niệm Phật hồi hướng công đức của ông bà cô chú nha. Với lại là lấy được cái phước cái hạnh của cụ bà 100 tuổi, mốt sống 100 tuổi luôn. Chuyện tình mình đẹp mà mình sống 100 tuổi đang mình hưởng phước. Hai con Sáu. Chúc mừng cụ bà đó sống trên 100 tuổi. Trên 100 tuổi nha. Ông Sáu bà Sáu nào giờ có sử dụng cái máy nghe kinh này không? Không. Con đêm nghe để giấc ngủ mình an ông Sáu ha. Trong này có chú Đại Bi với 5 câu niệm Phật. Cái này là của cô Nguyệt ở bên nước Mỹ á, gửi tặng ông bà Sáu. Ông Sáu bắt lên, bà Sáu bắt lên này nè. Bà Sáu dặn xuống nha. Hết pin thì mua để vô. Dạ, con xin phép con gửi cho ông bà Sáu 4 cục pin luôn đi nha. Dạ, của cô Nguyệt ở bên nước Mỹ á. Còn đây con gửi cho ông bà Sáu hộp thuốc Banamat này là chị cảm sốt, chị Covid được luôn á. Khi có bệnh thì mình uống lận viên nha. Dạ. Một chai dầu xanh của chú Minh La bên nước Mỹ. Bà Sáu đè xuống dặn ra nha, dầu hai nắp, bà Sáu sức đi. Cho ông Sáu sức chứ bà Sáu. Thơm không Sáu ơi, sức Sáu sức thơm không? Thơm. Thơm. Con gửi ông bà Sáu 5 bịch thuốc này là của chú Minh La với cô ở nước Mỹ, cô Năm ở nước Mỹ. Cái này là chị đau nhức đau bao tử rồi này kia đó. Ông Sáu bà Sáu dùng nha. Uống. Chúc sống lâu 140 tuổi. Ông Sáu bà Sáu mừng không? Mừng ha. Nào giờ có ai cho nhiều vậy không? Không. Không.
thì ở phía trước cũng còn nhiều cái gọi là vất vả khó khăn. Khi hôm nay con đến, con biết được điều đó, thì để con xin phép, con xin tiền của ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân bên con á, gửi cho ông bà Sáu để mà vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước ông Sáu bà Sáu nha. Dạ Nghĩa xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì khi được anh Chính, chị với chị Chính dẫn đến đây, Nghĩa cũng biết được một điều, thì bà Sáu với ông Sáu thì ngày ngày phải rong rổi đi bán vé số vậy đó. Rồi hôm nào người ta cho nhiều phát nhiều thì bán được 90 tờ, hôm nào ít thì 60-70 tờ, hôm nào không khỏe thì ở nhà luôn, cho nên là cũng còn cái nhiều cái khó khăn. Cho nên con xin phép con trích cái phần quỹ của ông bà cô chú anh chị gửi cho con, để hôm nay gửi đến ông bà Sáu đây ạ. Khi con gửi những phần quà của ông bà cô chú ở đây cho ông bà Sáu xong, ông bà Sáu cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã gửi cho ông bà Sáu nha. Con cũng xin phép ông bà cô chú anh chị, là ông bà Sáu cũng lớn tuổi nên xin phép được cảm ơn một lần, chứ cảm ơn hết nhiêu đây thì cũng con xin phép điều đó ạ. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của cô Minh Nguyệt ở nước Mỹ gửi đến bà Sáu 500.000. Cô Minh Nguyệt ở nước Mỹ. Chúc mừng cô Minh Nguyệt. Con cho hết rồi gửi hết rồi bà Sáu, cảm ơn cũng được. Con xin phép con gửi món quà của cô Tư ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gửi bà Sáu 500.000. Con xin phép con gửi món quà của cô nữ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh gửi ông bà Sáu 500.000. Con xin phép con gửi món quà của cô Tư, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh gửi bà Sáu 500.000. Bà Sáu cặp lại này nè. Đó, cặp lại gì nè bà Sáu. Con xin phép gửi món quà của cô Hiền ở nước Đức gửi đến bà Sáu 500.000. Con xin phép gửi món quà của chị Hà ở nước Thụy Sĩ á, gửi cho bà Sáu 1.000.000 đồng, 500, 1.000.000. Con xin phép gửi món quà của chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương gửi bà Sáu 500.000. Con xin phép gửi món quà của bác Thi, 94 tuổi, mẹ của chị Vân Nguyễn ở nước Mỹ, gửi bà Sáu 500.000. Con xin phép gửi món quà của chị Ly Sa Quỳnh ở bên Anh Tâm với chị Ly Sa Quỳnh ở bên nước Mỹ, gửi bà Sáu 500.000. Con xin phép gửi món quà của chị Kim Hà ở nước Pháp đến bà Sáu 500.000. Còn cái phần hồi nãy là 1.000.000 đồng khi con gửi bà Sáu đó, với cái này là của anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida. Dạ. Bà Sáu vui không? Vui, cảm ơn mà quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn mà dòm qua đây là bà Sáu, quý Mạnh Thường Quân ở đây nè. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi năng thẻ. Dạ. Cảm ơn giúp đỡ cho tôi mạnh khỏe. Mạnh Thường Quân, chú nghèo khổ. Mừng quá trời mừng ơi. Hồi nào giờ không ai cho mình hết. Hồi nào giờ không ai cho hết trơn. Cho chút tỉnh là sớm về thôi. Nên ngày hôm nay được ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên kênh con đến gửi những yêu thương đó, bà Sáu xúc động ha. Dạ. Bà Sáu có mong con xuống quay lại thăm bà Sáu nữa không? Xuống. Xuống nữa. Xuống nữa. Xuống nữa nấu gì con ăn? Nấu cơm. Nấu cơm cho ăn. Nấu cơm cho ăn. Dạ. Giờ con hỏi bà Sáu với ông Sáu nè. Giờ ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên Mỹ có nè, bên Pháp có, bên Đức có, Việt Nam có, gửi yêu thương ngày hôm nay. Giờ cuộc sống mình giờ cực khổ khó khăn quá, con dẫn ông bà Sáu qua Mỹ nha. Dạ. Đi không bà Sáu? Đi. Đi luôn, ông Sáu đi không? Ông Sáu không đi. Qua bển đường gỗ bán. Đường gỗ. Sao đường qua bển đường gỗ. Đôi khi một cái niềm hạnh phúc của chú anh chị thì những giọt nước mắt của Sáu đã rơi vì nào giờ không ai cho cả. Hôm nay được ông bà cô chú cho gạo, cho tiền, cho quà. Mừng lắm. Một cái niềm vui, một cái hạnh phúc dâng chào bà Sáu ha. Con cũng mong rằng cuộc sống của ông bà Sáu phía trước gặp nhiều niềm vui hơn. Những khó khăn đó sẽ vơi dần rồi, sau này sẽ con của ông bà Sáu làm ăn có tiền có bạc về để lo chung một cái gia đình mình. Mừng dữ lắm chú. Cảm ơn chú Thím.
nỗi lòng của bà Sáu hôm nay thì sao? Nói hết đi. Cảm ơn chú Thím. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Yeah. Giúp đỡ cho tôi. À, mà có tiền này kia đồ gì. Được cuộc sống. Cuộc sống ổn định. Dạ. Ông Sáu có muốn nói gì với quý Mạnh Thường Quân không? Tôi mấy mà cô bác Mạnh Thường Quân đó là tôi được số mà hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, tôi rất là mang ơn đến suốt đời. Con hỏi bà Sáu, khi được hôm nay được quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên kênh con gửi những yêu thương đó, việc đầu tiên khi nhận được số tiền bà Sáu nghĩ mình sẽ mua đi dành mua thuốc đồ uống có bệnh quản này kia, mua thuốc uống chú ơi. Tại vì tuổi thì ngày một lớn bà Sáu ha, rồi đi bán giấy số lông lỗi bên ngoài ngày nắng ngày mưa thì dễ mẫn cảm với những căn bệnh này kia. Khi đi nhất hai giò này nè. Nhất hả bà Sáu? Cũng gán đi chứ. Gán lỗi kiếm tiền. Khi đi ở ngoài mệt quá, khi đi ở ngoài bị nhức đau quá, bà Sáu nghĩ điều gì nhiều nhất bà Sáu? Nhất nghĩ đi lỗi đi nhất cái hồi cái nghỉ, hồi cái nghỉ. Đó là một cái mong ước của ông bà Sáu đó cô chú anh chị. Thì cuộc sống nhiều khó khăn, chỉ mong là có tiền để có lo hàng ngày cho ông Sáu lo thuốc uống thôi. Lo thuốc, mua thuốc đồ uống. Dạ. Con cũng thầm mong cuộc sống ông Sáu bà Sáu có nhiều niềm vui hơn nha. Hôm nay thì được ông bà cô chú gửi những yêu thương đó, thì con cũng một lần nữa con chúc ông Sáu bà Sáu luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con đêm ngủ nhớ niệm Phật ông Sáu ha. Con thấy nhà mình có thờ Phật Thích Ca. Thì ban đêm ngủ niệm Phật rồi cái máy nghe kinh của cô Nguyệt nè, ông bà Sáu nghe nè, tâm mình an. Dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị về cuộc sống của ông Sáu bà Sáu đây ạ. Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương đến ông Sáu bà Sáu ngày hôm nay. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Nghĩa xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.